tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Em hồn nhiên bên mái ấm gia đình, nơi miền quê em đềm yêu sâu. Em ngỡ đâu sóng xô đời em lạc vào vực sâu thẳm tối. Thương xót thân em thao thức bao đêm, mong sao thoát cơn đau này. Người đời đã dối trá cướp đi tình em, chẳng mang tuổi lỗi đã giết chết tuổi xuân. Chỉ còn lại bóng tối vây quanh, em vẫn không hề khóc ngã. Người đời vì lạc thú xâm nát đời em, nhờ tình yêu em đã vững thêm niềm tin. Vượt qua bề sau, em đón hạnh phúc trở về. Dạ cậu chủ. Có chuyện gì vậy? Cô My cô tự tử rồi. Cái gì? Tại sao? Dạ tôi nghe mấy cô kia nói á, là cổ chơi hàng đá nhiều quá, trong cơn kích động cổ đã tự cắt cổ tay tự sát. Ông là chủ nhà hàng này à? Không, bà Diễm mới là chủ, còn tôi chỉ là trợ lý thôi. Nè, tôi lỡ nói là chủ rồi. Mày em chơi tao hả? Không phải, bà Diễm không có mặt ở đây, anh phải có trách nhiệm chứ. Với lại chủ mình làm ăn đàng hoàng mà, có gì đâu phải sợ. Bà Diễm bà biết chưa? Sáng giờ gọi không được. Mời anh theo tôi vào trong làm việc. Mẹ đó, mình mới ra trại, không lẽ bây giờ vô trại nữa. Cậu chủ, bộ cậu chủ tính mở trại chăn nuôi hả? Trại cái đầu của ông á. Tao mới vô trại thăm thằng Tám Mặt Quỷ. Khi nói chuyện với nó lấy cha lấy mẹ ra thề với tao. Nó không có gài hàng đặt khung. Có thể là ông không hại, nhưng biết đâu đám đệ tử trả thù thì sao? Tao cũng qua bên đó hỏi rồi, dám chắc ở bên đó không thằng nào cả gan làm chuyện này đâu. Nếu như vậy thì ai làm chứ? Câu này tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Là sao? Đương nhiên là tôi không biết. Thiệt không? Hay là mày a vui cho thằng sếp của mày, hại đặc khùng rồi đổ tội cho Tám Mặt Quỷ? Anh Hải, anh tính mà biết chuyện anh vu cáo ông, anh thử coi anh có được yên không. Thầy trò mày cái con mẹ gì mà làm không được. Mà nhiều khi có âm mưu lật đổ cả ông lão. Cậu Huy, cậu chủ lúc nãy nói lật đổ ông lão nào đó là sao hả cậu? Chú hỏi chuyện đó làm gì? Không phải chuyện của chú. Dạ tôi biết rồi, tôi hiểu rồi, tôi đi làm việc đây. Ê chiếc hủ, sao mà mặt đơ dữ vậy? Trong tiệm mày có một đứa đập đá, lên đường công an mới kéo cả đám đến đây nè. Tao xì ke mấy chục năm rồi, mới đập đá chưa gì đã băng hà. Ừ.
Mày dắt con nhỏ này tới đây chi vậy? Nó muốn đi lên đây cho biết. Con Diễm đâu rồi? Nó đi đâu từ sáng tới giờ? Mày tính chừng nào gặp tính cùi? Tao mới vừa điện cho Khứa nè. Chú Khứa qua đây. Ủa, hàng thằng Tài nó đưa tốt hơn trước đúng không? Thôi, cô đi vòng vòng chơi đi. Đừng có mó tay mó chân, phá gì là được rồi. Dạ. Tao mới kiếm được mối tiêu thụ, mày gom cho tao 2 ký đi. Tao lấy giá gốc cho mày là 700 triệu một ký đó. Vậy mai tao sẽ gom tiền được cho mày. Mày tính thuộc cái con Diễm đúng không? Mày chưa biết vụ tao đo dán nó rồi hả? Hồi nào? Thế vụ con My á, tao sợ quá. Chắc liệu này tao bỏ đập đá quá à. Bỏ rồi, lấy sức đâu mà tiếp khách. Chắc nó buồn tình ông Hải cặp con Ngọc. Cho nên nó đập cái kiểu chết bỏ đó. Cho tôi hỏi. Chào chị. Chào chị. Tôi muốn tìm Ngọc thì phải tìm ở đâu vậy em? Ngọc nào chị? Ngọc mà tụi em mới nói đó. Nhắc mới nhớ. Hồi sáng giờ lu bu vụ con My mà em không thấy con Ngọc đâu hết á. Phải rồi, trước lúc con My chết, nó với bà Diễm có leo lên xe hơi rồi đi đâu mất tiêu á. Ngọc đi với Thúy Diễm. Em có chắc không? Em thấy rõ ràng mà. Ủa, mà chị là ai vậy? Ai vậy? Không biết nữa. Mẹ nó, chuyện này mà đến tay ông lão, mình chết chắc. Hải Lễ không phải tay vừa đâu. Nếu như hắn biết được anh chính là thủ phạm trong chuyện gài đầu đặt hùng thì chắc chắn hắn sẽ quỳ hiếp anh đòi quyền lợi. Quyền lợi gì? Thì có gì quyền lực hơn trong tổ chức chẳng hạn? Phải. Một kẻ tham vọng và nguy hiểm như nó, chuyện gì chẳng làm được. Gì đó Siêu? Cái gì? Mày đang ở bên Hải Lé hả? Chứ vậy? Bây giờ tao không rảnh. Thôi được rồi, mày chờ tao ở đó đi. Có chuyện gì vậy anh? Thằng Sửu Sủi nó trách mình, hôm qua họp không kêu nó. Bộ coi thường nó vậy sao? Làm trò đó mà. Tình hình bây giờ đang rối như hẹ. Thằng Đạt Khùng thì đã bị bắt, Hải Lái Thiếu Diễm đấu đá với nhau một mất một còn. Mẹ nó, giờ thêm Sửu Sủi gàn dở này nữa. Anh phải qua đó so dịu mới được. Nếu chuyện này ầm ĩ đến tay ông lão thì mệt lắm. Nhiều khi lòi ra cái vụ mình lừa ổng úp sọt Đạt Khùng không chừng. Để em đi với anh. Được, chở anh về thay đồ đi. Dạ. Em mời anh. Lần này cậu trở lại bản chuyên án thì phải tập trung hết sức mình để giải quyết nhanh khúc xương này. Dạ, em hiểu. Tình hình đến đâu rồi anh Năm? Như cậu cũng đã biết rồi đó, sau khi đặt tình của mình là đồng chí Tiến đã bị chúng phát giác và anh Dũng hy sinh thì mọi kế hoạch đều bị đóng băng. Chiến dịch theo đó phải thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Diễn biến đang theo chiều hướng bất lợi cho chúng ta đó. Chúng ta đang giữ Đạt Hùng trong tay, chẳng lẽ chúng ta không moi được thông tin gì về ông lão sao? Hắn là một tay cáo già lọc lõi, cho nên đến bây giờ vẫn kín miệng kêu oan. Tuy nhiên vẫn cần phải cô lập hắn để khai thác thêm về thượng tầng của tính cùi. Anh Năm à, anh cho em hỏi thật, ngoài Tiến ra thì hiện nay mình còn nội gián nào đang nằm trong vùng hay trong ổ tụi nó không? Dạ thủ trưởng.
Cảm ơn cậu. Dạ. Vì là sao anh Nông? Chuyện gì? Chuyện em vừa mới hỏi đó. À, nếu còn nữa thì nói làm gì? Chiến dịch đâu có ách lại như bây giờ. Anh Nông à, anh có thể giao chuyện cày cấm này cho em được không? Dù sao thì em cũng có kinh nghiệm về cách tổ chức của tụi nó. Để tôi suy nghĩ lại đã, rồi báo cho cậu sau. Bây giờ cậu cứ về cơ quan đi. Khi nào cần thì tôi sẽ kêu cậu. Dạ. À, chú ngồi đây chờ tôi chút nghe. Dạ. Dạ, anh hai cho em cùng như vậy lại cái. Nè, nhanh đi chú. Sư huynh Gia Lâm. Tôi cứ tưởng không thèm giác mặt qua đây cho tôi thưa chuyện đi chứ. Dạ chào anh. Nhỏ này nhỏ nào? Trợ lý riêng của tôi, làm việc rất hiệu quả. Dạ em tên Hiền. Hiện giờ thì em đang phụ trách về. Cô ra ngoài đi. Có mặt tao đây rồi nè. Mày muốn thưa gì thưa đi. Tôi muốn biết tại sao Đạt cùng bị bắt. Ông họp khẩn cấp mà tại sao không kêu tôi lên? Đã gọi là họp khẩn, mày thì túc ở tận dưới kia. Chẳng lẽ gọi mày, mày đi trực thăng lên à? Thì việc công an bắt giữ Đạt Khùng chẳng những khiến tổ chức mà cả giới xã hội đen rúng động nữa. Bây giờ chúng ta phải co cụm lại để phòng thủ, hoạt động sẽ không được tự do thoải mái như lúc trước nữa. Mày hiểu chưa? Đó là ở trên này thôi, còn ở dưới hốc bò tó của tôi sợ đách gì. Đạt Khùng đâu phải do tá mặt quỷ trả thù,
mà do một thế lực bí ẩn nào đó. Ý mày là thế lực lạ hả? Phải. Chỉ cần phanh phui ra đứa nào đứng sau và biết ý đồ của tụi nó muốn gì thì việc cứu Đạt Khùng có khả thi hơn. Ngoài tám mặt quỷ ra còn ai thù oán với Đạt Khùng không? Đã là giang hồ thì không nợ máu với dân lành, cũng không gây thù chuốc oán nhau trong giới. Tuy nhiên, chuyện thằng Hải Lé nói tao sẽ điều tra lại. Mặt khác, tao sẽ nhờ anh Tư tìm cách gỡ giùm cho Đạt Khùng. Vậy ông lão biết việc này chưa? Biết, nhưng vẫn thận trọng, chưa có chỉ đạo gì. Anh hai, em có điện thoại, em ra ngoài chứ? Hay có khi nào là nó không? Mày đừng có nói bậy. Chị đang kiếm bà Ngọc đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Ngọc cũng giờ tôi tìm chị. May quá chị xuất hiện ở đây. Chị chờ tôi chút nha. Tôi vào phòng coi cổ về chưa. Chưa đâu. Là sao? Tại lúc nãy tôi có nghe nói là hồi sáng nó đi với Diễm. Chị nói gì? Ngọc đi với Diễm à? Chết rồi, Ngọc không bắt máy. Ngọc thì biết Diễm rất thâm độc, tại sao lại đồng ý đi chung chứ? Tôi cũng đang sốt ruột dữ lắm. Ủa nhưng mà anh là ai vậy? Tỉnh rồi hả con? Bà là ai vậy? Ông lão nhà ngoại đi vô rừng đốn củi, thấy con bị thương mới đem con về băng bó. Vậy con không nhớ chị gì hết sao? Dạ, con không nhớ chuyện gì hết. Con không nhớ mình là ai sao con? Dạ không, con không nhớ luôn. Như vậy là con bị thương ở đầu, cho nên là con bị mất trí nhớ đó. Ông ngoại đi vô rừng kiếm lá về cho con uống thì con sẽ đỡ hơn nhiều. Con bị thương. Mà con bị hồi nào vậy ba? Mới hồi sáng này con. Dạ. Bà cho con hỏi, cái chỗ này là ở đâu vậy? Đây là khu vực gần biên giới Campuchia. Tại sao con lại ở đây? Con cũng không nhớ cái gì hết. Con thấy đau đầu quá. Tại sao nó đã về nhà rồi? Cậu quay lại làm gì chứ? Mày đi đâu nữa đây? Đã nói là không có người ở đây rồi mà. Chị đứng đây cho tôi chút. Giỡn mặt hả mày? Đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, lì dữ vậy hả? Đi đi. Nè, cho tôi gặp Hải Lé. Tôi là đàn em của anh Đạt đây. Tao không biết mày là ai hết. Không có anh Hải đây, mày đi về đi. Tôi cần nói chuyện với anh gấp. Nè, người quen mà, cho nó vô đi. Vô đây.
Cảm ơn anh. Chị tôi về chưa? Về rồi, nhưng mà là chị khác. Chị khác là sao? Vô đây chờ tôi, chút rồi biết. Chị, đi với tôi. Đi đâu? Gặp em của chị. Bà Ngọc về rồi hả? Ừ. Nhưng mà hai người phải làm bộ không quen biết nha. Đừng để tôi nói nghi ngờ. Đi. Vô đi. Tư Nghĩa. Chị Hai. Chị Hai. Trời ơi, Tư Nghĩa. Chị Hai. Chị Hai. Em nhớ chị lắm chị Hai. Chị cũng nhớ mày lắm đó. Chị, sao mà nhìn khác quá vậy hả? Dạ, chị tha lỗi cho em nha. Tại em, tại em nông nổi cho nên giờ gia đình mình mới vậy. Em làm cho gia đình mình lao đao quá. Em xin lỗi chị Hai. Không sao, nín đi, đừng có khóc. Chị em mình gặp nhau vậy là tốt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ Băng Ngọc nữa thôi là mình về quê được rồi. Dạ. Thì má chúc mừng lắm. Dạ. Chị ơi. Sao em hả? Má, má, má làm sao? Má làm sao vậy Tư Nghĩa? Má, má làm sao hả? Má làm sao? Má mất rồi chị ơi. Má mình mất rồi. Má mất rồi. Má ơi, con có lỗi với chị em nha chị. Đã lấy được cuốn sổ tuyệt mật của tính cụ rồi. Trong đây hắn kia đầy đủ tất cả mọi hoạt động làm ăn của tổ chức, và kể cả ma túy đá nữa. Có cả những danh sách của những quan chức địa phương đỡ đầu cho tổ chức. Tốt quá, con hãy chuyển qua liền cho chú nha. Dạ, nhưng mà con sợ là con không kịp thời gian chạy qua chú. Con phải trở về nhà tính cụ trả cuốn sổ trước khi hắn phát hiện ra. À, hay vậy đi, con sẽ chụp hình những tài liệu này rồi gửi qua cho chú. Được, con làm ngay đi. Dạ. Anh cũng biết là tôi với Đạt Hùng không ưa gì nhau, nhưng tôi không muốn nó chết giống tôi. Ủa, mày bị bệnh gì mà chết thuốc vậy? Mày khùng hả? Thì tôi chết xì ke, còn hắn bị tử hình thì chết thuốc độc chứ gì. Mày nghĩ sao? 2 ký hàng trắng mà không lên dĩa. Đương nhiên không ai muốn nó chết oan ức kiểu đó. Ta sẽ cố làm hết sức để cứu nó. Vậy đi. Mày đang đâu đó? Vô nhanh đi, xong rồi. Dạ em đang mắc quá. Em ra liền, em ra liền. Dạ. Không biết sáng nay ăn cái gì mà đau bụng quá. Về căn bản
đã thống nhất mọi hoạt động tiếp theo. Trước khi chờ lệnh mới cụ thể của ông lão coi làm gì tiếp, ta cũng sẽ sớm đi thăm thằng Đặc Khùng để quỷ lão tinh thần cho nó. Về thôi. Đại sư huynh đi về. Hay lẽ mày có nghĩ nó đem ra dấu tài không? Chứ còn ai vô đây nữa? Tại sao cứ muốn chơi Đặc Khùng? Tao cũng đang tò mò giống như mày nè. Nhưng phải để coi tính cùi sắp tới giải quyết như thế nào mới tính được. Kỳ đây ông lão mà biết bị qua mặt chắc vui ha. Nếu anh em mình có thể gặp trực tiếp ông lão để báo cáo nghi ngờ này, nhiều khả năng mình sẽ được trọng dụng hơn đó. Phải, nhưng mà bằng cách nào để báo tin cho ông biết đây? Thôi bây giờ cũng trễ rồi, mày ở đây đi, mai rồi hay về. Tao về còn bốc hàng cho mày nữa. Hiền ơi, về Hiền. Hiền. Chị ơi. Chị. Em đợi chị chút, núp đi, đừng có để cái tụi nó biết là chị em mình có liên quan tới nhau. Nè, nhớ phải lấy hàng tốt cho tao nghe. Mày yên tâm, kỳ này á mà mày lời, nhớ chị tao đó. Tao biết rồi, có lần nào tao để mày thiệt đâu. Gì vậy anh? Đi về chứ gì. Sao về sớm vậy? Đi về còn lo công chuyện nữa. Nhưng mà tôi còn mệt lắm, cho tôi nghỉ chút nữa đi. Thôi được rồi, ở lại đây đi. Thôi, cũng được. Trên đó còn phòng trống, lên đó nghỉ đi. Dạ. Đại ca, đại ca, con Ngọc, con Ngọc bị chị Diễm giết rồi. Mày nói cái gì? Con Ngọc nó bị... bị tôi giết rồi. Mày làm cái gì vậy? Mày điên hả? Đừng cái gì mày đi. Nó là người của tôi, tôi muốn giết thì giết. Điên cái gì? Mày... mày làm gì sao? Cái gì vậy? Mày làm gì mà con đi. Làm gì hả? Cái gì vậy? Đi ra, con này, mày điên hả? Mày làm gì em tao hả? Sao cho con Hai Hiền lên đây vậy? Thì tự nó theo lên chứ. Anh có biết đó là chị của con Ba Ngọc không? Ủa, vậy là con bé Ngọc là em của mày hả? Buông tao ra, tao phải giết mày mới được. Rồi. Con đĩ này, tao cứ tưởng nó tốt với tao, ai ngờ nó âm mưu sẵn rồi. Nó chỉ là lợi dụng tao lên đây thôi. Nếu không có bữa hôm nay thì không chừng á nó đã báo công an bắt anh từ lâu rồi. Bẻ nó, để tao bẻ cổ cho nó chết luôn cho rồi. Thôi đi, sáng nay con My mới chết rồi, bây giờ thêm cái xác nữa. Mày muốn con mày tới đây cho chết hết hả? Anh nói cái gì? Con mày chết rồi hả? Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Còn mày, đem đi cho phòng giám cho tao. Nhanh. Dạ. Mẹ nó cũng nghĩ nè. Anh Siêu, nếu mà không cản tôi giết mày chết rồi. Chuyện gì? Lúc này anh có cung cấp ma túy đá cho anh Hải không? Làm gì có. Thôi anh đừng có xạo, anh Hải đã khai hết với tôi rồi. Thì nó nhờ giúp anh em mà. Thôi chú về đi. Khoan đã anh Hải, cho em đi nhờ cái Tào Tháo rừng em nữa. Mày lộn xộn quá đi. Chuyện gì? Từ từ nói anh nghe coi.
Thằng Hải Lé đánh em hả? Tại sao? Cái gì? Em giết con nhỏ đó rồi à? Được rồi, hai đứa bay qua đây đi, anh giải quyết một lần cho xong luôn. Yên tâm, anh bảo vệ em mà. Chào vậy anh hai. Cái gì mà than thở quá vậy? Con Diễm với Hải Lé gây lộn ông Sùm ở bển á, tụi nó sắp qua đây nhờ anh phân xử nè. Tụi nó là chuyện gì mà căng dữ vậy anh? Con thiếu Diễm giết bộ của Hải Lé, cái thằng quỷ đó cày cú đánh mầm nhập con nhỏ đó hai lần trong vòng có mấy ngày. Bộ Hải Lé là ai anh? Con Ngọc con Nghiết gì đó tao đâu có biết. Nó dụ con nhỏ đi đâu rồi nó xử luôn. Đúng là lòng dạ đàn bà, khi mà nó ghen lên ghê gớm thiệt. Anh hai, em tới nữa rồi. Anh tới rồi cho em đi nhờ cái nha. Ê, mày ăn cái gì mày nói tao né nghe mày. Ai vậy? À, Quy Bác Học đó hả? Anh Siêu à, may quá, anh giữ điện thoại giùm em đi, chút để em qua lấy. Anh cười gì vậy? Mày biết tại sao tao cười đúng không? Anh nói vậy là sao? Là sao em không hiểu? Mày á, là không những nhà bác học mà còn là diễn viên đa tài nữa. Anh Siêu, ý anh là sao? Tao nói cho mày biết, mày cũng sắp đoàn tụ với đồng chí Tiến Lũ của mày. Mày đợi đó đi. Alo, alo. Sao? Bây giờ hắn đang ở đâu? Tư Nghĩa cũng đang ở đó hả? Được rồi, để đó chú xử lý cho. Không thể để sự sủi manh động như vậy được. Tư Nghĩa, con đó hả? Con đang ở chỗ Hải Lé phải không? Được rồi, có chuyện này chú cần con phải thực hiện ngay lập tức. Chuyện gì đó Siêu? Anh về tới nhà chưa? Rồi, có chuyện gì không? Thằng Đệ anh có ở đó không? Nó mới đi ra ngoài. À, mà mày hỏi làm gì?
Đương nhiên là phải vậy rồi. Vì nó mới ra ngoài. Nó điện thoại cho tôi, năn nỉ rồi kìa. Sao? Tại sao phải năn nỉ? Có chuyện này vui lắm. Ông mà nghe tôi kể, chắc ông té xỉu luôn á. Bây giờ ông ở đó đi, tôi sẽ qua nhà ông, nói cho nó rõ ràng. Alo. Úp úp mở mở, chẳng hiểu con mẹ gì hết. Hồi nãy bên kia không nói, giờ kéo qua đây cả đám. Mày là thằng nào? Thằng chó. Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi. Mày nhào vô. Giờ tao với mày ngã cơ rồi nè. Tao thành mày xấu, tao lên tao thành con hiền luôn, cho nó đủ cặp. Mày làm gì với hai tao? Mày mới đền tội với chị tao. Mày mới đền tội với chị tao. Mày mới đền tội với chị tao. Anh Quy, anh cứu chị hai em đi anh. Em cứu chị hai em đi anh. Em bị tập, chị hai không sao đâu. Thiệt hả anh? Chị hai bị tôi nó giam trên đây, chờ anh một chút. Alo. Alo, anh hai hả? Chuyện gì? Em ra ngoài có chuyện. Em qua bên ngân hàng kiếm một số giấy tờ. Em không về có sao không anh? Không, chú cứ làm việc của chú đi. Ông quên nữa, hồi nãy thằng Thiều nó gọi cho anh. Lấp lửng gì về chú á, anh chả biết nữa. Thôi, cha nội nó làm xàm lắm, hơi đâu anh để ý làm gì. Vậy thôi, em cúp máy nha. Dạ. Anh là cảnh sát hả? Chú Trực nói cho em biết à. Em có sao không? Không sao anh, ngoài da thôi mà. Bây giờ nghe đây, em phải bình tĩnh. Trước mắt, anh với em phải tạo ra một vụ hỏa hoạn để đánh lạc hướng tụi nó. Trong lúc tụi nó chữa cháy, anh với em sẽ cứu chị hai, hiểu chưa? Được không anh? Được. Ôi, bớt người ta. Cháy rồi, cháy rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Để chị hai cho em. Em đang bị thương, để đó cho anh. Em không sao, nhưng mà nhảy lên anh, của anh. Tổ chức không có hắn cũng không sao, còn không có em á, ai đi ra ngoài ngoại giao gái gú cho các quan? Tao quơ một cái là có trăm thứ bà. Mày tưởng Sài Gòn này có một mình mày có gái thôi hả? Được, mày đi ra ngoài mày kiếm đi. Có anh tính chịu không? Tao nói cho mày biết, tao đã lên cơn thú tính rồi, thì con nào cũng như con nào thôi. Chỉ có cái đầu bò của mày mới suy nghĩ như vậy thôi. Mày ơi, mày dám nói ai đầu bò đi. Hả? Vô nhà tao tính đánh lộn hả? Ngồi xuống coi. Alo. Cái gì? Nhà hàng cháy hả? Cái gì? Tìm thấy cái xác cháy đen. Đứa nào gây cháy? Có thể cháy là do chập điện đó nãy. Thiệt hại nhiều không? Chỉ cháy trụi hết đồ trong phòng karaoke. Mày nghe nói xui gì đâu á. Ủa, còn một cái xác nữa kìa nãy. Cái xác gì? Cháy đen thui nên không nhận diện ra. Còn bộ gái và nhân viên kiểm tra cũng không phải.
Mày à, ngu, có thấy thằng Sùi không? Ủa có anh Sùi nữa hả anh Hải? Cái xác đâu? Xác trên lầu á. Chị Diễm. Trời ơi, ghê quá chị ơi. Cái xác cháy đen thui thùi lụi luôn. Trời ơi, mà ai chết, ai chết? Em không biết, nhưng mà có khả năng là anh Siêu. Anh Siêu? Dạ. Tại sao lại có thể có chuyện đó? Em nghĩ không phải là sự cố đâu, mà là có người gây ra đó. Ý em nói là có người gây ra chuyện này. Lúc mà mọi người đã bỏ chạy bấn loạn, em thấy ông Quy bác học tổng một bà nào đó chuồn đi mất tiêu luôn rồi. Em nói là thằng Quy cõng người chạy ra ngoài hả? Chị Diễm, chị Diễm. Trời ơi. Chị con Ngọc đâu? Kẻ cứu Hai Hiền chính là kẻ đã phóng quả ở dưới đó để gây hoảng loạn, đánh lạc hướng mọi người. Mày ở đó, đứa nào dám cứu nó, tao sẽ giết. Cô có chắc là không nhìn gà quá cuốc không? Dạ, em chắc chắn tuyệt đối. Nhưng nếu cô nói dối thì sao? Anh có xử chết, em cũng chịu. Chính vì lúc nào anh cũng coi hắn như là lính ruột của mình, nên bây giờ anh không ngờ là hắn đâm sau lưng anh. Nhiều khi thằng Quy là cảnh sát chìm cũng không chừng. Mày đừng có ăn nói hồ đồ. Vậy anh giải thích đi, tại sao nó cứu con Hai Hiền? Đơn giản thôi, tại con Hai Hiền là chị của con Ba Ngọc. Còn chuyện của thằng Siêu Sủi, không thể nào có một vụ chết cháy vô lý vậy được. Chắc chắn đó là một hiện trường ngụy tạo. Vậy ai giết Siêu Sủi? Chắc là Siêu Sủi biết được bí mật gì nên bị ai đó giết người diệt khẩu. Chỗ này có phải là ông? Ông là bố già của các bố già. Không, vô lý. Tôi đã từng diện kiến ông lão rồi, không phải là ông. Hai Hiền, hồi nãy vô thấy em đang ngủ mà anh không có dám kêu. Em khỏe chưa? Anh ba, em xin lỗi anh, em có lỗi với anh nhiều lắm. Mày tha cho em đi cả. Người đời đã dối trá cướp đi tình em, chẳng mang tội lỗi đã giết chết tuổi xuân. Chỉ còn lại bóng tối vây quanh, em vẫn không hề khóc nó. Người đời vì lạc thú xâm nạt đời em, đã xâm nạt tình yêu em đã vứt em.